Xin chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Đầu tư 6.0 của tôi. Trong những nội dung chính của video ngày hôm nay thì xin mời quý anh chị và các bạn cùng đến với một cái nội dung mới của tôi, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn trong cái dịp cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới đây. Ba con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đấy là ba con giáp nào. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Dậu. Trời sinh tuổi Dậu là những người mà rất thông minh, kiên nhẫn và không ngại đối mặt với khó khăn thử thách. Thì trong số những con giáp thì tuổi Dậu là người khao khát làm giàu, luôn hy vọng bản thân có thể kiếm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu có lòng tự trọng cao, họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ muốn dựa vào cái năng lực của mình để tạo dựng cái cơ nghiệp. Tử vi học có nói rằng là trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này thì cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong cái năm nay sẽ gặt hái được nhiều cái thành công, đặc biệt là vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay thì tuổi Dậu cần phải cẩn trọng nắm bắt mọi cái cơ hội tốt tìm đến mình. Và đặc biệt là vào những cái tháng cuối năm thì tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối và giúp cho tuổi Dậu ngày càng giàu có và sung túc hơn. Người tuổi Dậu vốn tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là đã có thể đổi đời được. Con giáp thứ hai đấy là tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ tự thân tài vận cũng không phải là kém cỏi. Thế nhưng cái thời gian trước bởi tuổi trẻ khí thịnh lại ít kinh nghiệm, mặc dù có cơ hội rất tốt đến bên người cũng không biết nắm bắt kịp thời. Đến cuối tháng 9 này vận may liên tiếp ập tới đối với người tuổi Ngọ, nhiều tài nhiều phúc, thăng chức tăng lương, phú quý không ngừng. Không chỉ thế, họ còn có cái sao quốc ấn, ngôi sao may mắn phù hộ. Chính vì thế mà cái vận thế tài vận đại vượng, nắm lấy cơ hội lần này, tuổi Ngọ có thể là hưởng thụ cái vinh hoa phú quý trong cái thời gian gần nhất. Tuy nhiên thì cũng nhắc nhở tuổi Ngọ là cái tài vận thăng hoa cũng không nên tiêu pha quá tay, phải biết tích lũy, đồng thời là cũng phải dành cái sức lực để tập trung vào cái công việc nhất định sẽ có cái khởi sắc rực rỡ. Con giáp thứ ba đấy là người tuổi Tý. Tuổi Tý vốn là những người mà rất nhanh nhẹn, khéo léo, lại chăm chỉ, nỗ lực. Bên cạnh đó, họ còn thường có cái tính hướng ngoại mạnh mẽ, dễ gây được nhiều cái thiện cảm ban đầu. Tuy vậy mà trên cái phương diện kinh tế, lợi ích thì tuổi Tý có lúc là rất quyết liệt, không để ý đến cái nhân tình thế thái xung quanh. Vì vậy mà không được lòng người khác, thiếu cái năng lực chỉ huy, gặp chuyện khó khăn, ít người giúp. Và từ cuối tháng 9 trở đi thì tuổi Tý gặp được cái vận thế rất tốt. Từ đây đến cuối năm thì tài vận cũng rất là thăng hoa. Trên cái phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các cái món nợ không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp thì nhận được nhiều cơ hội để có thể là bản thân dễ được cấp trên chú ý và cân nhắc, dẫn đến nhiều cái lợi nhuận sau này. Trên đây thì quý anh chị và các bạn đã cùng tôi tìm hiểu ba con giáp cực kỳ may mắn ở trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại bình luận bên dưới của video, thì tôi sẽ giải đáp các bạn trong những thời gian mà sớm nhất. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của tôi. Xin chào.